Xin kính chào quý vị và các bạn. An-26 là một máy bay vận tải hạng nhẹ hai động cơ phản lực, cánh quạt tuabin, được phát triển từ An-24 với những sửa đổi đặc biệt để sử dụng trong quân sự. Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1969 tại triển lãm hàng không Paris, nó được sửa đổi phần thân phía sau với một thang chất hàng hóa lớn. Ngay sau khi Trung Quốc bất ngờ tấn công Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, Chính phủ Liên Xô đã viện trợ khẩn cấp cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn máy bay vận tải quân sự An-26. An-26 là một máy bay vận tải tầm trung, chở được khoảng 50 người hoặc 5,5 tấn hàng, tốc độ bay 400-450 km/h, tầm bay 2.000 km, phù hợp với địa hình Việt Nam. Thời điểm làm nhiệm vụ quốc tế cùng Trung đoàn 8 Biên phòng ở tỉnh Palin, Campuchia những năm 1979-1988, những trận đánh bom của không quân vận tải là nỗi khiếp sợ của lính Pol Pot, và cứ thế máy bay vận tải An-26 là chúng bỏ chạy, gọi đó là B-52 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc bất ngờ tấn công vào Bộ đội Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ phòng thủ xây dựng tại ba đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin, làm ba tàu vận tải bị cháy chìm, 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và 9 người bị bắt. Trung đoàn 918, nay là Lữ đoàn 918, đã nhận lệnh và sử dụng máy bay An-26 tiếp ứng cho Hải quân. Hơn 40 năm kể từ khi chiếc An-26 đầu tiên được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay, những chiến binh thầm lặng của bầu trời đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đây là mình vừa nhận được cái thép, cái càng máy bay của cái máy bay vận tải An-26 nhá. Đấy, của một bác gửi cho mình. Cũng làm bộ đội khá là lâu rồi và cũng có lưu giữ lại được một cái mảnh của nó khá là lâu rồi. Và hôm nay bác ấy gửi cho mình và mình sẽ mang đi đánh một con dao xem là thép này nó như thế nào. Mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Thép càng máy bay vận tải An-26. Cái loại này nó dày 6 ly này. Dày 6 ly. Làm một con thì rất là đẹp. Ra nào chứ? Bắt đầu thử tôi vào. Vâng. Cái càng máy bay mà. Cái máy bay An-26 kìa. Máy bay vận tải. Đúng ạ. Như này. Vâng. Đấy, gãy luôn. Đấy. Luôn đúng không? Đây. Đó. Chất liệu này thép này ok, làm được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về. Cháu về, cháu ngâm nước từ đây về không xem nó có gì không? Không biết. Gì không? Nếu ấy thì mình lấy ra đánh đi phát nó lại sáng lại. Thử phát xem nó có chống gì không? Nhưng mà nó chặt phát gãy luôn kia chắc là sắc rồi. Chắc là sắc. Cứng. Cũng bằng cái nồi to đấy. Đây như cái mảnh chứ cho vào đây chỗ làm cũng rắn, không sắc được. Không gì đâu, không sắc. Cái mảnh kia cứng chờ chờ về chỗ làm bao giờ. Đập mãi không được kia. Chỉ được cái nó không gì sạch. Sạch không? Cái kia là chống dỉ mà. Nó chống dỉ, nó không dỉ. Vâng. Nó thái là không ngọt. Chỉ thấy sống thôi là cứng thường thế. Đây là mình vừa mới làm xong cái lưỡi con dao mèo làm từ cái thép càng máy bay của cái máy bay vận tải An-26 nhé. Thì đây có lẽ là con dao mèo đầu tiên, con dao mèo đầu tiên của Việt Nam luôn, làm từ cái thép máy bay An-26 này. Đấy. Con này thì theo xét đánh giá của mình thì thép của nó cứng hơn nhé, cứng hơn lò xo và kháng dỉ tốt hơn. Đó là khi mình ngâm con này ở nước, sau đó bỏ ra và để ở ngoài trời thì nó xuất hiện đốm vàng như thế này. Đốm vàng như này, nó, tức là nó vẫn dỉ nhưng mà nó dỉ rất là ít. Còn những cái loại thép như là nhíp hay là những cái loại thép khác ấy, thì nó khi mà để như thế thì nó sẽ dỉ, nó vàng rất là khiếp ở khắp con dao luôn. Nhưng con này thì các bạn có thể thấy đây, nó hơi có kết dỉ ở đây. Đó, tức là nó có khả năng kháng dỉ nhá. Tức là bán gì, nó gì ít thôi. Đó, con này thì mình mài với đá mài 4000 crit rồi, các bạn có thể thấy cái độ bóng của lưỡi đây. Đấy. Đấy, độ bóng lưỡi nha. Đấy. Mài kỹ hơn nữa thì nó sẽ còn bóng nữa. Đó, các bạn thấy đúng không ạ? Bây giờ thì về mặt giữ cạnh thì con này giữ cạnh rất là tốt. Sẽ chặt thử luôn cho các bạn xem nhé. Thép càng máy bay An-26. Sắc thì nó sắc này. Mài nó sắc và nó bén hơn những cái loại thép khác. Nha. Ok. Nên chặt thử khúc gỗ nghiến này.
này xem, giữ cạnh rất là tốt luôn. Chặt với gỗ nghiến mà nó chả hề hấn gì cả. Đây nhé. Giữ cạnh tốt và rất là bén. Mình đánh giá cái loại thép càng này thì nó ok, rất là ngon. Các bạn hoàn toàn có thể sưu tầm về để làm bàn giao, vừa mang ý nghĩa sưu tầm và nó chặt chém cũng rất là tốt. Đấy. Và còn nó cũng có khả năng chống rỉ nữa. Độ cứng của gỗ nghiến thì chắc chắn là các bạn đã biết rồi đúng không ạ? Thuộc hàng top đầu trong các loại gỗ rồi. Ok nhé. Thép rất là ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Nhiều bạn comment trên kênh là mình đang làm với cái bác thợ mới đúng không ạ? Và bác này thì cũng rất là có kinh nghiệm, cũng 67 năm rèn dao rồi nhé. Nên các bạn yên tâm về chất lượng, tất cả con dao mình đều test hết cả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.